Còn 2 tuần nữa mới đến Tết, nhưng gia đình bà Hồ Thị Thu đã vui hơn Tết bởi ngôi nhà mới xây kiên cố, vững chắc đã kịp hoàn thành. Bà Hiền là một trong 75 hộ đồng bào Ca Dong ở Bắc Trà My bị sập nhà, giờ được nhận quà mới trước Tết. Bữa nay là có nhà tài trợ cũng được vui rồi, cho hai mẹ con ở, cho yên tâm. Cũng mừng chứ, có đưa nhà cửa cũng an tâm rồi, cũng vui rồi, trong tâm lòng của mình. 2 năm liên tục hứng chịu nhiều hậu quả nặng nề do thiên tai, sạt lở núi. Song với nỗ lực không để người dân nào đói ăn, thiếu mặc trong dịp Tết, Quảng Nam đã trích ngân sách hơn 100 tỷ đồng để chăm lo Tết cho bà con. Những ngày này, hàng triệu xuất quà từ miền xuôi, ngược núi để trao tận tay bà con vùng thiên tai, sạt lở. Đến nhận quà hôm nay gồm có những bánh kẹo nè, gạo nè, rồi rau củ quả. Đó là những cái thứ mà cần thiết cho dịp Tết. Và nhờ những cái món quà đó mà năm nay là gia đình em không cần phải lo nữa. Ủy ban nhân tỉnh thì hiện nay cũng đã cho chủ trương để các huyện mua gạo để cấp hỗ trợ cho bà con trong cái dịp Tết này, những gia đình mà gặp khó khăn thì khoảng 1.400 tấn, làm sao đó mà coi như là một cái Tết đến với bà con thật là ấm cúng mà vui vẻ thiết thực. Với bà con vùng thiên tai sạt lở núi Quảng Nam, đón Tết trong những ngôi nhà mới rồi nhận những cân gạo, ký hạt dưa, gói mứt từ chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, một cái Tết yên vui, no đủ, ấm cúng, không còn nỗi lo thiên tai, sạt lở núi đã và đang đến với bà con vùng cao.